Ngày 10 tháng 10, huyện Văn Lâm tổ chức trao phiếu xác nhận hoàn thành thời gian cách ly y tế tập trung phòng chống dịch COVID-19 cho 53 chuyên gia nước ngoài nhập cảnh đến làm việc tại tỉnh Trà Vinh, thực hiện cách ly tập trung tại khách sạn A Đông trên địa bàn xã Trường Chắc. Trong quá trình cách ly tập trung, các công dân được đội ngũ y bác sĩ huyện Văn Lâm theo dõi và kiểm tra sức khỏe hàng ngày, lấy mẫu xét nghiệm COVID-19. Đến nay, 53 công dân đã hoàn thành 14 ngày cách ly tập trung theo quy định và đã 2 lần có kết quả xét nghiệm âm tính với COVID-19. Tại buổi trao phiếu xác nhận hoàn thành cách ly tập trung, 100% công dân đều có sức khỏe ổn định, tinh thần phấn khởi vui vẻ. Để chủ động giám sát phòng chống dịch bệnh COVID-19, các công dân tiếp tục thực hiện cách ly tại nơi cư trú trong 14 ngày để theo dõi tình hình sức khỏe theo quy định.